Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ký ban hành công văn về việc tổ chức giao thông, sửa chữa, kiểm định và thử tải đảm bảo an toàn lưu thông trên cầu Câu Lâu cũ trên quốc lộ 1A cũ. Tại vị trí nhịp số 8 tính từ mố phía nam trên cầu Câu Lâu cũ xảy ra sự cố. Trụ lan can và tay vịn phía đông bị đứt gãy hoàn toàn. Bên cạnh đó, trụ lan can và tay vịn phía tây cũng có hiện tượng rạn nứt, bê tông vỡ, lô cốt thép hoen rỉ, nguy cơ tiếp tục gãy đổ gây mất an toàn cho cầu cũng như là người tham gia giao thông. Nhằm đảm bảo an toàn, huyện Duy Xuyên đã chỉ đạo công an và các đơn vị có liên quan chốt chặn, rào chắn lan can phần nứt gãy và cấm biển cấm tải trọng xe trên 5 tấn lưu thông qua cầu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam giao Sở Giao thông Vận tải khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở ngành đơn vị địa phương liên quan, tổ chức kiểm tra, kiểm định thử tải để xác định tải trọng giới hạn thông xe. Sau khi có kết quả kiểm định thử tải, gửi hồ sơ đề xuất và dự kiến kinh phí cho Sở Tài chính để chủ trì kiểm tra, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, bố trí.